Với 15 năm phục vụ quý thực khách đồng hương, chúng tôi luôn cố gắng duy trì những món ăn đậm hương vị Việt như canh chua cá bông lau kho tộ, kho quẹt, sườn non ri mặn, cá kèo, kho rau răm, cá cơm kho tiêu, cơm tấm, bì sườn chả, bún bò Huế, canh bún. Và đặc biệt không thể thiếu các món đặc sắc như là tiết canh, lẩu dê, cánh gà chiên nước mắm, mực rang muối, bò lúc lắc v.v. Đến với Thanh Đa Quán, quý vị thức cơm phần gia đình từ 2 đến 10 người trở lên. Thanh Đa Quán tại Bel Air và Sinot gần nhà băng Chase. Thanh Đa Quán trân trọng kính mời.